Trước đó, chiều ngày 23 tháng 8, làm việc tại huyện Thoại Sơn về việc triển khai đề án 06, ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị địa phương nhanh chóng khắc phục những khó khăn vướng mắc, tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện, huy động các nguồn lực hiện có nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về hiệu quả và các nội dung của đề án 06, tập trung rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, kinh phí, trang thiết bị phục vụ việc triển khai đề án, đẩy mạnh công tác tích hợp, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công tác làm sạch dữ liệu dân cư và thực hiện kịp thời chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến triển khai thực hiện đề án 06.